cho các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim nhận được một đồng token Horus Cover nhé. Một số thông tin về đồng token này: sự tổng cung phát hành là 10 triệu nhé, đã có 98 tài khoản holder, đã phát sinh 209 là giao dịch. Rồi đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimwallet.net, nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video này. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cái hai để hướng dẫn cho các giao dịch mình. Bước một các bạn sao chép quan trắc này, các bạn có thể sử dụng cộng quan trắc này đây. Các bạn qua sang ví MetaMask hoặc ví trước đây của các bạn này. Các bạn nhấp input token và báo giá là gì các bạn vào ví. Ký hiệu Vigoro số token 18. Các bạn nhấp input token và nhấp thêm địa chỉ token vào nhé. Sau khi đã thêm một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website của nó và báo cho nó tìm kiếm bước 2. Nhấp vào link rút gọn để nhận token này. Rồi, các bạn nhấp vào đây, claim vào đó. Cái này là phần mua nhé. Bạn có điều kiện thì không, còn không thì phải có điều kiện thì không. Claim vào những phần này. Đây có cái logo ví, các bạn nhấp tiếp theo, nhấp cái logo. Ví ra là 0.0.0.0.29 đây là gì? Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, đây thì đang được xử lý đây. Các bạn cũng cố gắng thường xuyên theo dõi cho cái nào là góc tốt nhất để có thể dễ dàng những cái phần thể tốc mới nhất trên người mạng và lịch sử trở nên. Và ra bạn nếu bạn chưa có thể hoàn sản giao dịch qua lực, có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch cho bạn. Trên này còn nhiều sản khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng nhiều kênh nhé. Rồi, mình hướng dẫn các bạn cách là làm nhận được một đồng token là Vigoro. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.